tiểu cô nương thoạt nhìn người tính tình rất nóng nảy nhưng hôm nay gặp ta ta sẽ giúp người thoát khỏi tính khí như vậy nếu không loại tính cách cao ngạo không người trong mắt này cho dù qua mấy trăm năm nữa cũng không có khả năng cả ra ngoài không biết có phải là vòng xoáy ngũ lang một đợt độc miệng này thật sự là quá mức ác độc tiểu la lị trước mắt bạo tẩu ngay tại chỗ trực tiếp phun ra kẹo cao su bong bóng trong miệng mà kẹo cao su bong bóng này tự hồ cũng giống như có sinh mệnh nước thoát ly trong miệng tiểu la lị này đột nhiên hóa thành một đạo bom cơ giới vô cùng lạnh lão nhanh chóng hướng vị trí mi tâm của vòng xoáy ngũ lang lao xuống cư nhiên ngay cả kẹt mút bong bóng cũng có thể làm thành bom xem ra tổ ba người các ngươi quả nhiên cho ta một ít kinh hỉ vòng xoáy ngũ lang cười lạnh một tiếng nhưng mà tựa hồ cũng không có một chút tính toán thủ đoạn tiến công như vậy trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ sau đó rút trường đao trong tay nhắm ngay thân thể tiểu la lị chém xuống không thể không nói năng lực phản ứng cùng với tốc độ thân pháp của nhà đầu này đều tương đối nhanh nhẹn không chút do dự bay lên trời một động tác đích thực hai thương bắn ra, hướng về phía vòng xoáy ngũ lang trước mắt bùm bùm một trận đạn bắn ra. Tiếng pháo theo nàng không ngừng bóp cỏ liên tiếp phóng ra, mang đến cho vòng xoáy ngũ lang hiệu quả áp chế cực kỳ cường đại, nhưng mà thực lực của vòng xoáy ngũ lang căn bản không phải tiểu nha đầu la lị này có thể chống lại, trường đao trong tay vùng ra tiết tấu tiến công khiến người ta hoa cả mất. Thậm chí ngay cả một loạt viên đạn mà tiểu nha đầu này bắn ra, dĩ nhiên cũng không thể đánh vào trên người vòng xoáy ngũ lang, từng chút một tất cả đều bị lưỡi đao năng lượng hóa trong tay hắn chém thành nát bấy đáng chết người anh chàng này rớt cuộc ăn cái gì lớn lên thanh đao trong tay ngươi cương nhiên đều bị ngươi che ra kiệu tiểu la lị tức giận trào phúng một đợt sau đó đột nhiên từ bên hông lấy ra một món đồ chơi lông thú đầu thỏ thập phần tinh xảo đồ chơi này thoạt nhìn giống như một cái túi ví bị tiểu la lị từ bên trong lấy ra hai viên thuốc lão đầu tử hôm nay để cho ngươi kiến thức thực lực chân chính của bồn đại tiểu thư ta Tiểu La Lị vừa dứt lời, đúng là đem hai viên thuốc màu bạc trong tay nuốt vào trong miệng. Chỉ là trong phút chốc, Tiểu La Lị vốn chỉ cao hơn một thước, trong thời gian ngắn cực nhanh bành trướng, thân thể của mình trực tiếp bành trướng đến trình độ hơn 10 thước, giống như một người khổng lồ cứ như vậy xuất hiện ở giữa chiến trường. Mà khi một màn này đập vào mắt mọi người, tất cả mọi người bao gồm cả từ xưng nhịn không được hít một hơi khí lạnh, bọn họ còn là lần đầu tiên ở trong vực châu đại lục kiếm đạo thủ đoạn công pháp như vậy tiểu la lị bóp eo vẻ mặt cao ngạo mà lạnh lùng cười lạnh nhìn xuống đám người vòng xoáy ngũ lang trong ánh mắt lại lóe ra hào quang màu bạc lạnh lão hắc 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 các ngươi một đám đồ chơi con kiến hôi xem bổn đại tiểu thư nghiền nát các ngươi vừa dứt lời la lị lớn tiếng này bóp eo nâng lên một bàn chân thật lớn nghiền nát vị trí của vòng xoáy ngũ lang rất nhanh trên đỉnh đầu vòng xoáy ngũ lang thuận tiện bị bóng ma thật lớn áp chế đen tối bao phủ nhưng mà vòng xoáy ngũ lang lúc này tựa hồ cũng không có lựa chọn chạy trốn rời đi bởi vì hắn rất rõ ràng đối phương dưới hình thái khổng lồ muốn tiến hành tiến công trực tiếp đối với bản thể của mình căn bản không có bất kỳ khả năng mâu thuẫn nào cho dù tốc độ thân pháp của hắn có nhanh hơn nữa cũng căn bản không có khả năng trong nháy mắt tiểu la lị nhất chân này liền hoàn toàn tranh đoạt khí tức của hắn bắt lấy ha 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 vì sao không tiếp tục chạy trốn lão đầu tử giống như chuột liều mạng chạy trốn có lẽ bổn đại tiểu thư còn có thể đáng thương đáng thương ngươi cho ngươi một con đường sống cũng nói không chừng nhưng mà tiểu la lị đã đạt được đại hóa chẳng những ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng hành động thực tế căn bản không phải là chuyện như vậy bàn chân thật lớn giơ lên căn bản không có chút dừng lại nào cứ như vậy hung tận hướng vị trí đỉnh đầu vòng xoáy ngũ lang nghiền ép xuống ầm ầm theo một tiếng nổ lớn truyền ra dạ, la lị khổng lồ triệt để đem vị trí vốn dĩ của vòng xoáy ngũ lang đè lên nhưng chỉ trong ba giây tiếp theo tiểu la lị không ngừng nghiền nát chân phải khổng lồ của mình đồng thời dường như rất hưởng thụ cảm giác phá hủy đối thủ như vậy Lung túng chính là ba giây sau, Tiểu La Lị đột nhiên cảm giác được dưới lòng bàn chân khổng lồ của mình truyền đến một trận đau nhức như kim châm. Phát ra một tiếng kêu rên phẫn nộ, mạnh mẽ nâng chân phải lên, lúc này mới phát hiện vị trí giữa lòng bàn chân mình, không biết từ khi nào dẫm phải một cái đinh thật lớn, mà cái gọi là đinh này chính là vũ khí đặc thù mà vòng xoáy ngũ lang tạm thời mang ra. Người tên khốn kiếp này, lão đầu thối, cư nhiên dùng thủ đoạn như vậy ám toán bổn đại tiểu thư, thật sự là há có lý này vòng xoáy ngũ lang cười hắc hắc. Ngươi cho rằng chỉ cần biến thân thể thành đại gia hóa, một chút thuộc tính công phòng hai đầu tăng lên liền có thể ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm sao. Thật lố bịch, tiểu la lị nhanh chóng khôi phục vóc người vốn có, vội vàng rút cái đinh dưới lòng bàn chân ra, ngồi trên mặt đất gào khóc. Bộ dạng này ngược lại có vài phần khiến người ta trìu mến, bất quá vừa nghĩ đến tính cách bạo tẩu của nàng liền cơ hồ điên cuồng, vòng xoáy ngũ lang vẫn là vẻ mặt cảnh giác cùng tiểu nha đầu này duy trì khoảng cách tương đối an toàn cứ như vậy vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương thế nào rồi cô bé ngươi nếu chơi đủ thì lấy đâu về đâu đây chính là nơi mà chiến trường căn bản không phải là nơi mà một tiểu nha đầu nghịch ngợm như ngươi có thể dễ dàng đặt chân đến nếu ngươi chọn để thoát khỏi đây bây giờ ta sẽ không bao giờ khó xử ngươi vòng xoáy ngũ lang dứt khoát rút thắt lương đao của mình về tựa hồ cũng không có ý định tiếp tục phát động tiến công tiểu la lị này bất quá nhà đầu này tựa hồ vẫn là vẻ mặt không chịu buông tha lần thứ hai rút ra hai khẩu súng lục tinh xảo bên hồng đối với vòng xoáy ngũ lang lại là một đợt đạn cuồng bạo bắn ra chẳng qua lúc này đây không đợi vòng xoáy ngũ lang tự mình có động tác nhà đầu linh dao kia thế nhưng phi thân rơi xuống đất lại là từ chiến trường bên cạnh chuyển đến vị trí tiểu la lị này ồ nữ nhân cầm kiếm bên kia không phải nhanh như vậy đã bị ngươi giải quyết chứ linh dao bất đắc dĩ lắc đầu lão đại nói muốn tự mình đối phó nữ nhân kia, không biết tên kia rốt cuộc nghĩ như thế nào, gần đây chỉ cần vừa nhìn thấy nữ nhân, lão đại tựa hồ liền có vẻ phá lệ hưng phấn. Không biết vì sao lời này của Linh Giao tựa hồ tràn ngập ghen tuông, cũng chọc cho vòng xoáy ngũ lang cái tên này nghiêm túc ngôn tiếu đều nhịn không được lộ ra một tiêm mỉm cười. Thôi, nếu là như vậy, vậy ta cũng sẽ yên tâm, lão đại cho tới bây giờ cũng sẽ không vì nhỏ mà mất lớn, người liền yên tâm đi. Vòng xoáy ngũ lang bay lên trời, trong nháy mắt liền từ chiến trường cục bộ này rút về, người đối chiến liền từ vòng xoáy ngũ lang biến thành linh dao. Tiểu cô nương người không phải thích phá hoại sao, thì tỉ đến chơi với người. Sau một khắc linh dao trực tiếp vẫy tay, đường nét thiên kiếm khổng lồ bị linh dao nắm ở trong lòng bàn tay, mà lúc này khí thế nàng đều hiện ra, hoàn toàn dọa cho tiểu la lị trước mắt. Nhà đầu này đứng tại chỗ điên cuồng run rẩy, ngay cả biểu tình cũng bắt đầu vặn vẹo vài phần, thoát khỏi một bộ khí chất của nguyên la lị manh muội thứ hai, thảm, nữ nhân ghen tuông nhất định không thể chọc được, ta phải tìm cách trốn thoát. Tiểu La Lệ này hướng về phía Linh Giao cười hắc hắc, cứ như vậy ở trước mặt nàng trực tiếp vứt bỏ hai khẩu súng lục tinh xảo trong tay, sau đó dâu rén xoay người hướng sâu trong chiến trường rừng rậm nhanh chóng rời đi. Tiếc là nàng chạy hơn nửa ngày mãnh liệt quay đầu lại xem ra, phát hiện Linh Giao không biết từ khi nào lại xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như một nữ võ giả tràn ngập u oán, ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm thân thể Tiểu La Lệ. Ngươi cho rằng ta cùng vòng xoáy ngũ lang dễ nói chuyện sao. Mọi người đều là phụ nữ, bộ đồ ngươi đáng thương bán manh thủ đoạn không cần tiếp tục sử dụng trước mặt ta, hiện tại ta ghét nhất chính là nữ nhân. Lời này của Linh Giao lần nữa khiếp sợ tiểu la lị trước mắt, nàng cũng đồng dạng hiểu được, tên gia hòa đắc tội nữ điên này căn bản không có khả năng dựa vào thủ đoạn khác để tránh thoát, đành phải kiên trì xoay người lại, một lần nữa nâng một thanh súng chủ tiểu liên trong tay mình phun lửa điên cuồng về phía Linh Giao. Đây là người ép ta. Lão nương hôm nay nếu không cùng ngươi phân một cái thắng bại mà nói, ta từ nay về sau sẽ không chơi súng nữa. Thanh vũ khí chủ lực này căn bản là thần khí thiếp thân mạnh nhất mà Hắc Đinh tiến sĩ chuyên môn chế tạo cho nha đầu La Lị này. Sau một phen đột bỡn nàng phun ra hỏa lưỡi so với lúc trước còn cường đại hơn rất nhiều, mỗi lần phun ra hỏa diễm đạn dược trong nháy mắt đều sẽ ở chung quanh dẫn đến hiệu quả thiêu. Đất phạm vi lớn Sau khi liên tiếp bắn ra mấy viên hỏa tiễn, tất cả cỏ cây bên người linh dao đã hoàn toàn bị thiêu đốt thành cho tàn, sinh sôi nảy nở chung quanh thân thể linh dao nhanh chóng bao trùm ra một đạo hòa tường có được công năng bao vây cuối cùng cũng dùng phương thức như vậy ngắn ngủi áp chế động tác thần pháp của linh dao nhưng chỉ dựa vào thủ đoạn như vậy muốn ngăn cản linh dao tiến công hiển nhiên là không thực tế quả nhiên trong nháy mắt tiếp theo linh dao bay lên trời thiên kiếm đồ đằng khổng lồ sau lưng lại ngưng kết mà ra lăng không tập trung khí tức bản thể của tiểu la lị phía dưới sau đó vô số đạo kiếm quang bay xuống cứ như vậy sinh sôi nảy mè đem tiểu nha đầu la lị trước mắt này chém nát thành hư vô. Linh Giao dùng hành động thực tế của mình chứng minh, nơi này chính là chiến trường chân chính đánh chết, mặc kệ người bao nhiêu tuổi, mặc kệ người là nam hay nữ, chỉ cần bước vào chiến trường này, phải chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào bị chinh phục bị tàn sát. Tiểu nha đầu này tuy rằng bộ dạng thập phần đáng yêu, nhưng người vô tội chết trong tay nàng vô số kể, giống như tiến sĩ Hắc Đinh cùng với cô gái cầm kiếm ăn mặc chỉnh tề kia, tổ hợp kỳ lạ này trên tay mỗi người đều dính vô số máu tươi vô tội tuyệt đối đều là tồn tại tội ác tài trời hôm nay đụng phải đoàn đội vinh quang bọn họ căn bản không có khả năng có bất kỳ cơ hội thoát hiểm nào giải quyết tiểu la lị bên này lúc này từ dương cũng ở một phân chiến trường khác cường thế phát lực bắt đầu tiến hành tiết tấu tiến công càng lúc càng cường đại đối với nữ lang cầm kiếm trước mắt này ta có thể cảm thụ được thanh kiếm trong tay ngươi dính vô số máu tươi nghĩ đến ngươi trước khi thuộc về tiến sĩ nhỏ bé kia hẳn là một quân nhân thiết huyết đã trải qua xa trường. Lời nói của Từ Dương lập tức khiến cho nữ kiếm khách cầm nữ kiếm khách đối phương đáp lại. Ngươi đoán không sai, ta từng là nữ tướng quân ở A Gia Vương thành Tây vực bục Châu đại lục, cũng là nữ nhân duy nhất lấy quân công được phong tước vị hầu tước, đối với ta mà nói, tất cả địch nhân chém giết trên chiến trường chính là ý nghĩa sinh tồn của ta, cũng là vinh quang lớn nhất của ta, mặc kệ người đứng trước. Mà ta đến tột cùng có thực lực cường đại cỡ nào, trừ phi sinh mệnh của ta đi đến cuối cùng, nếu không, thanh kiếm trong tay ta nhất định sẽ không ngừng vung vẩy. Nữ kiếm khách nói xong vừa rơi xuống chân, một trận tốc độ thân pháp cường đại vô cùng trong nháy mắt bộc phát, lại một lần nữa vẽ ra một vị trí hình nón tại chỗ, hình thái đi qua mỗi một dấu chân trên mặt đất đều tản mát ra khí thức ăn mòn cực kỳ cường đại, ngược lại làm cho tử dương trước mắt sáng người. Không nhìn ra người tu luyện dĩ nhiên là mục nát, truyền thừa kiếm đạo nhất mạch này, hiện tại đã rất ít có thể ở trong bộc châu đại lục kiếm đạo, không nghĩ thành tưởng ngươi dĩ nhiên cũng là truyền nhân của nhất bài kiếm đạo này, nữ tướng quân cười lạnh một tiếng. Biết sợ thì nhanh chóng đầu hàng vũ khí, ta sẽ cho ngươi một phương pháp chết thoải mái nhất, nếu không ta có một trăm phương pháp gọi là ngươi sống không bằng chết. Nữ kiếm khách nói xong, kiếm quang trong tay bắt đầu tàn mát ra khí tức màu bạc sáng, loại khí tức này chính là kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới cao nhất hoàn mỹ thể hiện, ngay cả kiếm khí cũng sẽ biến thành màu sắc như vậy, hơn nữa phóng thích ra khoảng cách, có năng lực ăn mòn thân thể cùng linh hồn cực kỳ cường đại. Chỉ thấy nàng cầm kiếm bắt đầu điên cuồng tiến công bản thể Từ Dương, mà Từ Dương thì dựa vào uy lực cường đại của Ngọc Cốt Thần Kiếm, không ngừng cách không tiến hành đối chiêu với nữ kiếm sĩ này, qua lại song phương công thủ đan xen, đã là mấy trăm hiệp giao phong. Quá khứ Từ Dương từ đầu đến cuối đều không có nghiêm túc phát lực, hắn liền muốn xem thực lực đỉnh phong của nữ nhân này rốt cuộc có thể đạt tới trình độ như thế nào. Các nhìn người rất thích làm rùa rụt đầu sao, nửa ngày như vậy cũng không thấy ngươi chủ động tiến công, thật sự có sợ chết như vậy sao? Vẫn là nói sợ hãi trở thành kết cục vong hồn dưới kiếm đạo của ta. Nữ kiếm khách từ đầu đến cuối đều tràn ngập tự tin, mặc dù nàng có thể cảm thụ được từ dương trước mắt nhất định là một cường giả đứng đầu thâm tàng bất lộ, nhưng mỗi một lần nàng xuất hiện đều mang theo khí phách cùng quyết biệt bỏ ta, Điều này cũng là từ dương càng thưởng thức. Nếu không phải mấy người này đều là thập ác bất xá lửa mạng, Từ Dương thật sự sẽ cân nhắc đem thu vào dưới trướng của mình, nhưng hôm nay, kết cục của đối phương từ lúc từ dương vừa mới ra tay đã bị định trước mục nát kiếm đạo cố nhiên cường đại nhưng nói cho cùng cũng không phải là truyền thừa kiếm đạo chính thống hôm nay ta liền để cho ngươi nhìn thấy cái gì mới là kiếm đạo chân chính thần kiếm của từ dương lại một lần nữa vào tay bị hắn ngang ở trước mặt thân thể của mình cùng lúc đó kiếm khí vô cùng cường đại nhanh chóng phóng ra ngoài nơi chung quanh toàn bộ chiến trường rừng rậm trong thời gian ngắn nhất lâm vào một trận tĩnh mịch lạnh như băng ngay cả không khí chung quanh chiến trường này cũng xen lẫn ý Chí kiếm đạo dành riêng cho Từ Dương. Chân chính tu luyện tới đỉnh phong kiếm đạo phóng thích ra khí tức là có thể mang đến cho toàn bộ không gian không gì sánh kịp dung động lực. Kiếm đạo người ngoại trừ làm cho người ta khủng hoảng mục nát ra, căn bản không có bất kỳ thứ gì thực chất gì, càng không nói đến ngưng tụ ra kiếm ý cường đại như thế nào, chi phối người tu luyện kiếm đạo động lực duy nhất, chỉ có giết chóc cùng dục vọng vô cùng vô tận được thỏa mãn. Người như ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào nhìn thấy kiếm đạo áo nghĩa chân chính sau một khắc từ dương hai tay cầm ngọc cốt thần kiếm sau đó bổ xuống một đạo kiếm quang nơi kiếm quang này đi qua xinh xinh là đem tất cả trái lớp trước mắt hoàn toàn vỡ vụn thành hư vô mà đạo kiếm khí này tập trung nữ kiếm khách trước mắt đồng thời cũng đã ở trước khi xuất kiếm đem không gian chung quanh nữ nhân này hoàn thành phong tỏa nói cách khác một kiếm này của từ dương đối phương căn bản không có bất kỳ khả năng tránh né nào cho dù tốc độ thân pháp của nàng cường đại như thế nào cũng không có cách nào tránh thoát khí tức của từ dương giam cầm nữ kiếm khách rốt cục ý thức được nguy hiểm nàng cũng lần đầu tiên cảm nhận được vì sao mình đứng ở trước mặt nam nhân này lại theo bản năng bắt đầu không tự tin đích thật là bởi vì khí tràng của đối phương thật sự rất cường đại mà hắn tu luyện cái gọi là chính tông kiếm đạo ẩn giấu một cỗ hạo nhiên khí hiển nhiên không phải nàng ăn mòn kiếm đạo có thể so sánh ầm ầm kiếm quang khủng bố hoàn toàn bộc phát sau đó rốt cục ở trước mắt kiếm khách bản thể mặt ngoài oanh tán ra liên tiếp mang theo tất cả phòng ngự thủ hộ của nàng hoàn toàn vỡ vụn một kiếm này của Từ Dương đã vượt qua cực hạn lực lượng nàng có thể kháng cự. Nương theo đạo kiếm quang này hung hăng xoan qua thân thể của nàng, nửa thân thể nữ kiếm khách trực tiếp bị một kiếm này chém nát thành hư vô, cảm thụ được sinh mệnh lực trong cơ thể mình nhanh chóng trôi qua, nữ kiếm khách trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng nàng đối với kết cục lần này nổ nồng độ không có bất kỳ. Hối hận nào đáng nói. Giết chóc cùng bị giết chóc, đối với một kiếm khách mà nói đều là vinh quang cả đời, tuy rằng trận chiến này ta bại, nhưng nếu để cho ta lựa chọn một lần nữa, ta nhất định sẽ không chút do dự đứng ở trước mặt ngươi. Đây là câu nói cuối cùng nữ kiếm khách lưu lại cho Từ Dương. Ngay sau đó thân thể của nàng trong thời gian cực ngắn nhanh chóng tan rã, mà Từ Dương vì bảo lưu tôn nghiêm cuối cùng của nàng dưới chân chấn động trực tiếp thi triển đại địa pháp tắc thay đổi hình thái địa mạch, đồng thời cũng đem thi thể nữ kiếm khách chỉ còn lại nửa thân thể này bị mặt đất chung quanh chôn sâu. Vất quá trong nháy mắt trong ba người đoàn đội sát thủ tạm thời xuất hiện này đã bị xóa sạch hai người duy chỉ còn lại tiến sĩ hắc đình nhỏ nhắn nhỏ nhắn vẫn luôn giấu thân thể mình trong robot mọi người trong đoàn từ dương một lần nữa tập kết rất nhanh liền vây quanh khu vực dưới chủ nhà của tiến sĩ hắc tâm ha ha ngươi luôn ngươi cho rằng ngươi vẫn trốn ở trong cơ giáp khổng lồ này là có thể tránh bị thương sao lời thông minh ngươi hiện tại đầu hàng quỳ gối trước mặt chúng ta thừa nhận sai lầm lão đại chúng ta rất từ bi nhất định sẽ cho ngươi một con đường sống ngàn vạn lần không nên chờ hắn ra tay với ngươi nếu không ngươi thật sự một chút cơ hội sống sót cũng không có. Litter mở miệng khuyên bảo tiến sĩ Hắc Đình, nhưng mà đối phương vẻn vẹn chỉ đáp lại một câu mỉm cười lạnh như băng. Các ngươi giết hai môn sinh đắc ý nhất của ta, hôm nay nếu ta không giết 18 người các ngươi, cái tên Hắc Đình ta tương lai còn làm sao lăn lộn ở Bộc Châu Đại Lục. Khi nghe Hắc Đình nói như vậy, đám người Litter giống như nghe được trò đùa lớn nhất trên đời này. Ha ha, ngươi nghĩ về lâu dài. Hôm nay đụng phải chúng ta, Ngươi cư nhiên còn đang vọng tưởng có thể chạy trốn thật sự là một thứ nhỏ đáng thương lùn hôm nay lão tử sẽ để cho ngươi hiểu được cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn lý tư đặc lúc trước sau khi triệu hoán ra vong linh đại quân của mình cũng không thể mang đến ưu thế rõ ràng cho đoàn đội như thế nào ngược lại bị nữ yêu vương kia áp chế một đợt hiện giờ hắn khẩn cấp muốn soát một đợt cảm giác tồn tại bởi vậy nhìn thấy trong trận giành đối phương chỉ còn lại một người lùn như vậy rốt cục quyết định muốn cường thế soát một đợt cảm giác tồn tại chủ động mang theo hai thiếu nữ cá phóng người lên, hướng vị trí robot khổng lồ do tiến sĩ Hắc Đinh điều khiển sông lên. Tóc dáng nhỏ bé, ta nhất định phải tự tay bắt ngươi từ trong cơ giáp này xuống, đã bóng cho lão đại chúng ta. Litter cẩn thận. Đừng liều lĩnh, quay lại ngay, từ dương theo bản năng mở miệng nhắc nhở một đợt, hắn qua hiểu tính cách xúc động của Litter, cùng với quyết tâm bức thiết muốn chứng minh bản thân. Nhưng sự thật lại là tiến sĩ Hắc Đình trước mắt này cũng không có một kích ngoài mặt nhìn qua không chịu nổi một kích. Đáng sợ hơn là toàn bộ năng lực công kích của hắn cùng với uy hiếp an toàn của mọi người trong đoàn đội, tất cả đều tập trung ở trên robot của hắn. Lúc này hắn nếu không có thoát ly robot, tuyệt đối là một đối thủ vô cùng cường đại đáng sợ, lỗ mãng như vậy nhắm ngay họng súng của hắn chính diện nhanh đón làm sao có thể không chịu thiệt chứ. Quả nhiên, tiến sĩ Blackding lộ ra một nụ cười lạnh như băng, cùng lúc đó hắn nhẹ nhàng ấn nút đầu tiên trong một loạt mặt đồng hồ bên tay phải của mình. Cảm nhận sức mạnh từ khoa học và công nghệ cơ khí, anh chàng ngu ngốc đinh đồng, liền nghe được một tiếng động cơ giới từ dưới thân tiến sĩ hắc đinh truyền ra sau lưng robot khổng lồ này đột nhiên ngưng tụ ra hai khẩu pháo khổng lồ vô cùng dữ tợn mà hai nòng pháo khổng lồ này rõ ràng hướng về phía ba người lít tơ lao về phía trước ừ, trong nháy mắt tiếp theo hai viên đạn pháo khổng lồ cỡ đầu người không chút báo trước từ trong hai nòng pháo tráng kiện bán ra chính xác tập trung tin tức bản thể của ba người lít tơ tốc độ cực nhanh thậm chí đã vượt qua chiến đội vinh quang Đại đa số thành viên bằng mắt thường bắt được tốc độ cực hạn. Không tốt. Chủ nhân, coi chừng, hai thiếu nữ cá bên cạnh lập tức đẩy bàn thể Litter ra, tránh cho hắn trước tiền gặp phải hỏa lực mãnh liệt xâm nhập, hai người này coi như là trung thành. Sau khi trợ giúp Litter thoát khỏi nguy hiểm lập tức hoàn thành hợp thể tiến hóa, nguyên bản hai tuyệt mỹ nhân ngư nhỏ nhắn xinh xắn sau khi hoàn thành hợp thể, nhanh chóng biến thành một đường viền nhân ngư thú vương cấp vô cùng khổng lồ năng lực phòng ngự của thân thể cùng với thuộc tính các phương diện được tăng lên trên phạm vi lớn. Sau đó nhân ngư khổng lồ này đột nhiên kích động cánh dưới thân mình, nhấc lên một đạo nhũ bạch sắc thủ hộ quang mang vô cùng cường đại, lúc này mới khó khăn là mới ngăn trở hai viên đạn pháo khổng lồ oanh kích, tuy rằng hắn cũng không có bị thương, nhưng sau khi hợp thể hình dáng bản thể nhân ngư khổng lồ bị hai viên. Đạn pháo này đánh bay ngược ra mấy trăm thước, ngay cả hình thái hợp thể cũng bị một đợt tiến công robot đến từ tiến sĩ Hắc Đình này một lần nữa đánh tan. Litter đứng ở một bên nhịn không được hít một hơi khí lạnh, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như hai nhà đầu này sẽ không có loại kỹ năng hợp thể này, hai quả đạn pháo khổng lồ vừa rồi oanh vào người bọn họ, tất nhiên sẽ tạo thành hậu quả khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Vạn nhất hai nhà đầu này thật sự có cái gì ba dài hai ngắn, Litter chỉ sợ ngay cả hối hận cũng đã không kịp. Sững sờ nhìn một màn trước mắt, Từ Dương không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh Litter nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Không cần gấp gáp, huynh đệ phía sau có rất nhiều lúc người phát huy tác dụng trận chiến này liền giao cho ta đi từ dương vẻ mặt bình tĩnh đi tới thay thế thân phận chủ công của lý tư đặc cùng hai thiếu nữ cá cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh chăm chú nhìn tiến sĩ hắc đình trước mắt vóc dáng nhỏ bé nói chơi với robot nhi người thứ này nói thật sự đã có chút lỗi thời bằng không người kiến thức cơ giáp của ta một chút như thế nào từ dương nói như vậy thật đúng là khiến cho tiến sĩ hắc đình trước mắt đặc biệt chú ý nhưng thật sự không nghĩ tới ở nơi này ngoại trừ mình ra, cư nhiên còn có người có thể khống chế thậm chí là cảm thấy hứng thú với phát minh robot như vậy. Có chút ý tứ. Người nếu thật sự có tồn kho gì, hoàn toàn có thể lấy ra chúng ta đọ sức một phen chẳng phải là rất thống khoái sao, từ dương lộ ra một nụ cười. Trước khi ta trợ hoán ra robot độc quyền của ta, chúng ta trước tiên quy định một chút quy tắc trò chơi, đầu tiên hai bên một khi tất cả đều chuyển sang hình thái kết hợp hoàn mỹ của cơ thể robot, Bên nào dẫn đầu thoát ly robot liền đại biểu cho trận chiến này tự động nhận thua, nhất định phải cúi đầu xưng thần với đối. Phương, nói gì nghe nấy? Nói một cách đơn giản, nếu ngươi giành chiến thắng, ta sẽ trở thành tù nhân trung thành của ngươi, và nếu ta giành chiến thắng, sau đó ngươi cuộc sống này thuộc về ta, bên nào nếu cãi lại quy tắc trò chơi như vậy, những người khác đều có tư cách không chút do dự chém giết tại chỗ. Từ dương nói sau nhìn lướt qua mọi người trong chiến đội vinh quang bên cạnh. Mỗi người ở đây đều có thể làm giám định viên, cho dù người vi phạm là ta, các người cũng không chút do dự liên hợp ra tay phát động tấn công ta. Tất cả mọi người trong chiến đội Vinh Quang đều biết rõ sở dĩ Tử Dương làm ra một quy tắc trò chơi như vậy, chính là muốn tạo cơ hội lớn hơn cho tiến sĩ Hắc Đình trước mắt, vạn nhất hắn thật sự may mắn thắng, ít xác có thể dựa vào thao tác như vậy mà có được cơ hội được thảo ra. Ngay sau đó Tử Dương không còn do dự nhiều hơn nữa, trực tiếp phóng thích ra một đạo robot, mà đạo robot này chính là chiến lợi phẩm hắn thu hoạch ở trong ngãn địa tổ ốc lúc trước phối hợp với một linh phù có linh lực màu tím dự trữ cùng cơ giáp khổng lồ trước mắt này dung hợp hoàn mỹ từ dương dung nhập vào trong cơ giáp một khắc khí chất cả người tựa hồ đều có trình độ thay đổi cực lớn bộ dạng như một tướng quân cường đại phán xét chiến trường tản mát ra khí kiêu chi kinh người căn bản không phải người trước mắt này có thể đánh đồng quả nhiên sau khi từ dương cùng cơ giáp độc quyền của hắn hoàn thành dung hợp tiến sĩ hắc đình trước mắt hoàn toàn bị dọa cho choáng váng cũng không phải bởi vì kiêng kỵ uy lực của cơ giáp từ dương như thế nào mà là thán phục bộ thiết kế robot tình diệu mà Từ Dương mang theo, xa xa không phải chiếc robot hắn không chế. Có thể so sánh, Từ Dương nhìn thấy biểu tình rung động khó hiểu này của Hắc Đinh lúc này, trong lòng cũng là trào phúng cười cười. Thật không giấu giếm, bộ robot này của ta là ở lãnh địa tổ ốc chinh phục mà đến, vì nghiên cứu bộ robot này, những tổng nhân kia cùng thế gian ngăn cách mấy ngàn năm tích lũy được trí tuệ tinh hoa mới chế tạo ra robot như vậy bất quá chỉ có mấy chục bộ, đương nhiên một cái cơ giáp mà ta không chế có thể mang theo từ cấp linh phù chính là trình độ đỉnh cấp trong tất cả cơ giáp mà bọn họ sáng tạo ra còn lại một ít cơ sở cơ sở khổng lồ không sai biệt lắm cũng đều có năng lực chiến đấu tương đương với chiếc robot người không thể nghi ngờ về cường độ thiết bị của phần cứng người đã thua ta một bậc kế tiếp phải xem người hai bên ta đối với năng lực điều khiển robot ai mạnh ai yếu tiến sĩ hắc đinh cười lạnh một tiếng đời này ta chính là động lực duy nhất để sống sót với niềm vui sáng tạo ta cũng không tin thứ này ta nghiên cứu cả đời, còn không chống đỡ được một hàng nghiệp dư nở đường xuất ra. Ngay sau đó tiến sĩ Hắc Đinh chuyển đổi nút thứ hai, chỉ trong nháy mắt, sau lưng robot cường đại đột nhiên lộ ra một nòng pháo ẩn giấu. Sau khi liên tiếp thay đổi hình thái mấy lần, nòng pháo này rốt cục tập trung ở mặt ngoài robot của Từ Dương. Cảm thụ một chút tư vị bị lực lượng lôi điện phong bắn đi, ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, trong nòng pháo này liên tiếp phóng thích ra đạn pháo màu xanh biếc vô cùng vô tận, mỗi một quả đạn pháo đều phóng thích khí tức thuộc tính lôi điện độc quyền tất cả đạn pháo sâu chuỗi lại với nhau vị trí xung quanh chiếc robot do từ dương điều khiển đều được trang trí thành một mảnh bẫy khủng bố lôi điện tùy ý chạy tán loạn khi từ dương thử khống chế robot tránh thoát khu vực phạm vi lôi điện tương ứng rất nhanh phát hiện khu vực này tựa hồ giống như dính lấy hai chân mình mặc kệ cơ giáp khổng lồ sau này của mình thao tác như thế nào cũng không có cách nào trong thời gian ngắn thoát khỏi khu vực trói buộc này ha 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 ngươi cũng không cần uống phí khí lực nữa đại phàm là tên bị hệ thống lô điện của ta vây quanh mặc kệ ngươi là robot cũng tốt là bản thể ngươi cũng được trong thời gian ngắn cũng không có khả năng hoàn thành giải thoát đem thân thể ngươi giam cầm tại chỗ ngươi liền biến thành bia ngắm xuống dưới vô số giá pháo hỏa cho dù ngươi năng lực phòng ngự mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận hỏa lực của ta tẩy lễ nhận mệnh đi huynh đệ ở thủ hạ của ta ngươi căn bản không có cơ hội giãnh ruộng tiến sĩ hắc đinh tràn đầy tự tin tiếng cười vô thiên vô nhị cũng khiến cho các thành viên chiến đội vinh quang chung quanh cười nhạt bất đắc sĩ tử dương sớm đặt ra quy củ những người khác căn bản không có tư cách nhúng tay vào người duy nhất có thể trợ giúp tử dương phá cục cũng chỉ có chính hắn một khắc kế tiếp chỉ thấy tử dương đột nhiên ấn nút màu lam thật lớn trước ngực chỉ trong nháy mắt bản thể robot mình điều khiển phóng thích ra khí tức chiến đấu vô cùng cường đại chính là một tấm linh phù màu tím phóng thích ra lực lượng nguyên thủy quần cuộn không ngừng tiến thêm một bước kích hoạt tiềm năng bên trong của cơ giáp khổng lồ này cũng trong giờ khắc này, bản thân robot đạt được lực lượng nguyên thủy vô cùng cường đại, đem nội động lực hạch tâm của nó điều khiển trước. Toàn bộ cơ giáp có được động lực dự trữ không kiêng nề gì mà phát tiết, rất nhanh liền sinh ra đột phá cực hạn lực lượng phong tỏa khu vực lôi điện chung quanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Từ dương khống chế cơ giáp khổng lồ của nó, cứ như vậy vô cùng cường thế nghiền nát lôi điện phong kình chung quanh, bắt đầu hướng bản thể tiến sĩ Hắc Đinh sông lên. Vóc dáng nhỏ bé người có thể còn không hiểu rõ lực lượng chân thật của bộ đồ robot này của ta. Địa phương cường đại nhất của nó không phải là có thể khống chế lực lượng trình độ như thế nào, phóng xuất ra đạn dược đáng sợ như thế nào, mà là có thể thi triển công pháp giống như một gã tu sĩ chân chính. Khi nghe từ dương nói như vậy, tiến sĩ Hắc Đình trước mắt hoàn toàn trợn tròn mắt, một cơ giáp khí giới có thể thi triển công pháp độc đáo của tu sĩ nhân tộc, tựa hồ ở cấp bậc tinh vi đã hoàn toàn nghiền ép Hắc Đình tiến sĩ, robot chỉ có thể mù quáng phóng đạn dược. Quả nhiên, kế tiếp máy móc của Từ Dương trực tiếp đem ngọc cốt thần kiếm bắt trong tay bổ xuống trong không trung, tử cấp linh phủ độc đáo trong cơ thể hắn lần thứ hai phóng thích ra. Quang mang màu tím đem lực lượng cuồn cuộn không ngừng rót vào chung quanh kiếm thể của ngọc cốt thần kiếm, một kiếm khi không trả về phía tiến sĩ Hắc Tinh, cùng Từ Dương tự mình cầm kiếm không khác gì nhau. Trong nháy mắt kiếm quang khủng bố này bay ra, hoàn toàn dọa cho Hắc Tinh tiến sĩ trước mắt, thậm chí hắn còn theo bản năng quên mất tư duy chạy trốn trước tiên, cứ như vậy trơ mắt nhìn kiếm quang cường đại vung ra, khó có thể ngăn chặn mà bày ra chính mình. Cái gì, làm thế nào điều này có thể được? Ngay cả robot cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu của một tu sĩ, ta không phải đang nằm mơ chứ. Tiến sĩ Hắc Đinh hoàn toàn bị bức bách, bởi vì hắn nhìn thấy một màn lật đổ nhận thức của mình, hơn nữa còn là ở lĩnh vực mà hắn tự hào nhất. Trải nghiệm như vậy đối với đạo tâm đả kích của tiến sĩ Hắc Đinh là tương đối lớn, hắn thậm chí cũng có chút hoài nghi nhân sinh, cho rằng mình dung thường bận rộn mấy. Trăm năm, kết quả lại ở cùng lĩnh vực bất quá chỉ là một con ếch đái giếng mà trong lúc tâm tư hắn trần chờ, tiến sĩ bắt đầu lộn xộn khống chế robot phóng thích các loại đạn dược lại đều bị từ dương linh hoạt khống chế liên tiếp tránh né sau đó robot khổng lồ này phóng người lên dưới sự khống chế chuẩn xác của từ dương lại một lần nữa tập trung vào một chiếc robot bản mệnh do tiến sĩ hắc đinh khống chế vóc dáng nhỏ bé người tốt nhất phải nghiêm túc một chút nếu không một kích kế tiếp này không phải là người có thể thừa nhận đinh tông. Chỉ thấy Từ Dương rốt cục vào giờ khắc này ấn xuống một cái nút ẩn nút mới xuất hiện của cơ giáp trên người, chỉ trong nháy mắt, vị trí đồng tử của robot này trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, cùng lúc đó linh phủ màu tím, ước chừng một nửa lực lượng đều hoàn toàn phóng thích ra vào giờ khắc này. Một cỗ khí tức cường đại đem Từ Dương cùng hắn khống chế bên ngoài thân thể robot này hoàn toàn bao bọc máu, hồng sắc quang mang còn đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bành trướng, không thể nghi ngờ, một kích kế tiếp này chính là tuyệt sắc mạnh nhất từ dương khống chế robot của mình đánh ra. Huyết hồn cực quang chàm, giết. Từ dương giơ tay lên phát ra một tiếng giống giận thật lớn, robot khổng lồ chậm rãi nâng hai tay mình lên, ngọc cốt thần kiếm bắt đầu điên cuồng tập kết tất cả lực lượng màu đỏ tới chung quanh, ngay trong nháy mắt lực lượng tích xúc xong. Từ dương một đạo tinh thần lực đánh ra robot khống chế thân thể, phóng thích ra tuyệt sát một. Kiếm khủng bố này, chỉ trong nháy mắt, ngọc cốt thần kiếm hoàn toàn mất đi tư thái đường viền bản thể, tất cả đều bị một đạo lực lượng màu đỏ tanh hồng này vây quanh nghiêm ngặt. Trong nháy mắt kế tiếp, ngọc cốt thần kiếm rời tay mà ra, cứ như vậy ở trước mặt tất cả các thành viên chiến đội vinh quang bên cạnh, đem robot khổng lồ trước mắt này chém thành nát bấy. Tiến sĩ Hắc Đình Rốt cũng phát hiện robot của mình trước loại lực lượng khổng lồ này căn bản trở nên không chịu nổi một kích. Mà những năm gần đây hắn hao tâm tổn trí, tâm huyết nghiên cứu ra những thành quả này, nhưng cũng theo từ dương tuyệt sát một kiếm rơi xuống cùng một khắc trở nên không có ý nghĩa gì cũng may động tác tiến sĩ hắc ninh thập phần linh mẫn một khắc trước khi tuyệt sát một kiếm hàng lâm thoát ly robot của mình chờ mắt dùng tư thái người ngoài cuộc chứng kiến cơ giáp của mình bị nghiền nát ha 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 ta cũng biết lão đại mặc kệ ở lĩnh vực nào cũng có ưu thế không gì sánh kịp vóc dáng nhỏ bé cho dù cho ngươi mấy ngàn năm thời gian cũng không có khả năng chơi được lão đại chúng ta chính là buông tha chống cự đi người căn bản không có tư cách như vậy tiếp tục làm đối thủ của lão đại chúng ta tiến sĩ hắc ninh cứ như vậy đứng tại chỗ cúi đầu gầm to thở hổn hển đối mặt với áp lực tinh thần và thể chất đồng thời tiến sĩ hắc đinh đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh hula dưới sự bày mưu tính kế của litter hưng trí bừng bừng nghênh đón người đàn ông nhỏ bé như tiến sĩ hắc đinh tự hồ muốn giáo huấn một phen vóc dáng nhỏ bé này đồng thời cũng khiến hắn trải qua một hồi tuyệt vọng chân chính dù sao rơi vào tay chiến đội vinh quang vóc dáng nhỏ bé này chỉ sợ cho dù không lột ra cũng không sai biệt lắm nào ngờ ngay khi gula sắp tới trước mặt tiến sĩ hắc đinh. Vóc dáng nhỏ bé này đột nhiên ném ra kính dâm của mình, cùng lúc đó tốc độ thân pháp tăng lên tới cực hạn. Cứ như vậy ở trước mặt Gula bỏ lại mấy trăm thứ giống như đinh thép màu bạc, mỗi một cái đinh thép đều lóe ra quang mang trong suốt. Phân tán ở các phương hướng chung quanh cũng có vẻ đặc biệt đồng đều chỉnh tề. Mẹ kiếp, đây là cái gì? Người cái vóc dáng nhỏ bé này đều đã đến loại tình trạng này, còn không quên muốn ám toán lão tử. Gula theo bản năng nhấc chân lên muốn tiếp tục tiến về phía trước, lại bị một nữ phó tuyệt sắc từ thái cao lãnh bên cạnh hắn lập tức túm lỗ tai kéo trở về người không muốn sống thứ này cũng không phải là người có thể ngạnh kháng qua không có thân thể đủ cường đại bất luận kẻ nào bước vào trong đó đều sẽ tan thành mây khói trong khoảnh khắc dù sao tuyệt mỹ nữ phó này có được chi thức dự trữ là gula cũng không có cách nào so sánh nàng nói ra nhất định có quyền uy tuyệt đối nghe được người giúp việc nói như vậy mọi người khác trong chiến đội vinh quang cũng đều lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ hít một hơi khí lạnh mà lúc này tiến sĩ Hắc Đinh đã sớm cài đặt những quả bom đinh thép này rồi bỏ chạy, chạy về phía đảo càng sâu. Những quả bom giống như đinh thép này, còn có một cách nói khác gọi là địa ngục, chính là loại bom có uy lực lớn nhất, mà giống như tiến sĩ Hắc Đinh một lần giải ra mấy trăm quả, chính là vì dùng để bảo vệ tính mạng. Bom như vậy chỉ có một khuyết điểm, đó chính là có được thời gian hồi chiêu dài hơn, một khi qua loại thời gian hồi chiêu này, bọn họ sẽ hoàn toàn thất hoạt, đến lúc đó mạnh mẽ phá giải sẽ tương đối dễ dàng hơn nhiều nhưng nếu như ở loại trạng thái kích hoạt này đụng vào bọn họ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ nơi này hơn phân nửa đảo đều sẽ bị nổ thành nát bấy. Nghe được tuyệt mỹ nữ phó phó bình thường bình thường giải thích, Từ Dương cũng đồng ý liên tục gật đầu. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không vội đi tới, đợi đến khi những quả bom này nguội lạnh chấm dứt, chúng ta đang nghĩ biện pháp phá giải mấy thứ này. Kỳ thật với thực lực cường đại của Từ Dương, muốn cam đoan mọi người hoàn hảo không tổn hao gì vượt qua, Bầy bom này vẻn vẹn chỉ cần thiên sứ lĩnh vực là có thể làm được nhưng cứ như vậy mặc dù đám người từ dương có thể hoàn hảo không tổn hao gì nhưng uy lực của quả bom này bộc phát ra còn phải tiến hành hủy diệt phạm vi lớn đối với hòn đảo này đây cũng không phải là ý định của từ dương về phần vóc dáng nhỏ bé của tiến sĩ hắc đinh sớm đã là nỏ mạnh không còn có thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với tình huống đoàn đội nữa bỏ chạy cũng bỏ chạy ai trong lúc bất chợt có chút nhớ long khôn kia nếu có hắn dựa vào phượng hoàng chi lực của hắn cùng với huyền quy công pháp có được lực lượng thân thể cường đại cho dù cứng rắn chống đỡ quả phát trận nổ tung như vậy thì làm sao trong đoàn đội hiện tại mọi người tuy rằng đều là mỗi người đều thể hiện thần thông mỗi người đều có lĩnh vực am hiểu riêng duy chỉ thiếu một tồn tại có thể làm nhục thuẫn cường đại trong đoàn đội mà thiên sứ lĩnh vực của ta tuy nói có thể tuyệt đối vô địch tư thái can thiệp vào chiến trường nhưng một khi bị đối phương thẩm thấu vào thiên sứ lĩnh vực cũng không có cách nào phân biệt địch ta trung quy cũng không có loại chiến sĩ thuần tí hình nhục thuẫn dùng càng thêm thuận tay từ dương trong lòng nói thầm như vậy một mặt khát vọng tìm được một chiến sĩ hình nhục thuẫn đủ ưu tú là quân tiên phong của mọi người trong đoàn đội mặt khác cũng càng nhớ những chiến hữu cũ của mình sau khi tiến vào bục châu đại lục từ dương ngoại trừ eo linh giao ra đã rất lâu không có nhìn thấy những tiểu nhị ban đầu kia